các bác, chắc nhiều bác cũng đã chạy xe mà quên không trả cái cần gạt lốc kê lại Đó. Thì uh, xui xui thì uh, bể láp, gãy cắt đăng Còn uh, nhẹ nhẹ thì cũng mòn hết dàn má phanh Đó, Đó là uh, đối với thằng hơi lốc kê Còn nếu như mà các bác mà có sử dụng uh, côn trị lực hơi như của em này Thì giải pháp của nó rất đơn giản đường cấp hơi và chúng ta đi chung với đường lốc kê đó khi mà các bác đóng lốc kê thì côn sẽ không hoạt động đó các bác thấy không hơi đang còn này đó lốc kê đóng không hoạt động à, bây giờ em sẽ nhả lốc kê ra cho các bác coi này đó. nhả lốc kê ra đó rồi bắt đầu đó đóng lốc kê lại đó hơi đi hết đó. hết tác dụng đó <laughs> Đối với những dòng thắng hơi lốc kê Thì chúng ta nên sử dụng cái này Hoặc là thứ hai Là chúng ta sử dụng hệ thống đèn báo Đó Riêng nếu như mà chúng ta đang đóng lốc kê Thì chúng ta sẽ câu một đường dây điện Vào cái đèn hậu á Cái đèn báo phanh á Đó chúng ta sẽ câu vào cái đèn báo phanh Chúng ta làm một cái đèn nhỏ nhỏ trên này này đó. hoặc là chúng ta sẽ làm một cái đèn ở trên trần đó em có một cái đèn đèn đấy rồi mà em chưa có thời gian có một cái đèn chân để đây em có một cái đèn như này đó để khi nào mà em gắn ở trên phía trên đó. đó trên 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 nóc á là khi nào mà chúng ta đóng lốp okay kề lại á thì cái đèn phanh nó kích hoạt thì cái đèn này cũng sáng này nào ta biết được là phanh của chúng ta đang đang hoạt động đó và chúng ta cũng để biết được là đôi khi là quên không không cúp mát là đèn nó vẫn sáng đó thành ra chúng ta phải cúp mát nó đi ở đây em không sử dụng uh, khóa đề nhá em sử dụng nút bấm tại vì em ghét làm khóa khóa nó bất tiện xe <laughs> tải ở nhà cũng vậy Đó.